Chào các bạn. Trong video này thì chúng ta sẽ đi học về biểu đồ diện tích xếp chồng ha. Thì biểu đồ này thường được sử dụng để biểu thị sự phân phối hoặc là sự thay đổi các thành phần riêng lẻ trong một tổng thể theo thời gian hoặc theo các nhóm. Thì cái biểu đồ này nghe thì nó có vẻ giống như cái biểu đồ cột xếp chồng mà mình đã học. Tuy nhiên là cái mục đích của nó khác nhau ha. Ví dụ như ở biểu đồ cột xếp chồng thì nó thường được sử dụng để so sánh tỷ lệ phần trăm hoặc là sự đóng góp của các thành phần trong một nhóm. Tuy nhiên là ở cái biểu đồ diện tích xếp chồng này, nó được dùng để thể hiện cái sự tích lũy thường là theo thời gian hoặc là qua các giai đoạn. Nó thích hợp để thể hiện cái sự biến đổi của các thành phần theo thời gian. Còn cái trên là thường người ta dùng để so sánh. Và nếu mà dữ liệu của bạn được phân tách rõ ràng thành các nhóm và các bạn muốn so sánh các thành phần giữa các nhóm này thì cái biểu đồ cột xếp chồng là lựa chọn tối ưu tuy nhiên nếu dữ liệu có cái tính chất lũy hoặc là dữ liệu theo thời gian ví dụ như doanh thu theo quý theo năm thì cái biểu đồ diện tích xếp chồng này nó sẽ hữu ích hơn rồi thì đó là một vài phần lý thuyết mà mình muốn lưu ý cho các bạn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái biểu đồ demo mà chúng ta sắp thực hiện ha ở đây các bạn thấy biểu đồ của chúng ta là tổng hợp các thành phần thành một dãy diện tích, trong đó mỗi thành phần tương ứng với một phần của dữ liệu. Ví dụ, cái phần màu xanh đó chính là doanh thu của banana này và phần màu đỏ là doanh thu của apple và phần màu cam thì biểu thị doanh thu của Organ Và các bạn thấy những cái phần diện tích này nó được xếp chồng lên nhau để tạo thành một dãy diện tích thể hiện tổng giá trị của các thành phần tại mỗi điểm thời gian nè ví dụ như là 2017, 2018, 2019, 20, 21 nè hoặc là vị trí trong dữ liệu thì biểu đồ này cũng giống như những biểu đồ khác là chúng ta sẽ có trục ít, trục y thì trục ít sẽ là thể hiện năm và trục y là thể hiện doanh thu các bạn thấy ha doanh thu của cả ba loại sản phẩm này vào năm 2017 là thấp nhất nè và doanh thu của cam ba loại vào năm 2018 thì nó cao hơn 2017 và 2019 thì cũng cao hơn hai năm trước đó tuy nhiên tới năm 20 thì nó lại bị sụt giảm so với năm 2019 và năm 2021 thì doanh thu nó lại tăng cao thì đó là chúng ta đang thấy được cái sự tổng quan đúng không rồi bên cạnh đó thì nhìn vào biểu đồ chúng ta cũng thấy được sự tương đối giữa các sản phẩm thì các bạn thấy ha mặc dù là organ và apple thì nó có doanh thu từ năm 2017 đến 2018. Tuy nhiên là trong năm 2018 này nè, thì cái doanh thu của Apple nó lại đóng góp nhiều hơn so với doanh thu của Cam. Còn năm 2017 này thì sao? Cam nó đóng góp nhiều hơn của Apple nè. Rồi và biểu đồ này thì cũng cho chúng ta thấy gen của từng loại sản phẩm qua các năm. Ví dụ như là trong năm 2020, thì chúng ta thấy doanh thu của Banana nè, nó lại thấp hơn so với doanh thu của những năm trước đó lúc này thì chúng ta cũng thấy được cái sự phân bố tỷ lệ doanh thu giữa các sản phẩm cái vùng màu sắc nào chiếm nhiều diện tích hơn thì đại diện cho sản phẩm có đóng góp cao hơn trong tổng doanh thu của năm đó ví dụ như vào năm 2019 thì cái vùng màu sắc của organ nó lớn hơn hai vùng còn lại thì rõ ràng là cái doanh thu của nó đóng góp vào doanh thu chung của năm 2019 này cao nhất nè so với hai sản phẩm còn lại và vào năm 2017 thì cái buồn màu sắc của banana nè nó ít hơn so với những buồn màu sắc khác thì rõ ràng là banana nó đấu góp vào danh thu thấp nhất trong ba sản phẩm trong cái năm 2017 này. ok, như vậy là mình vừa cho các bạn xem demo cũng như giải thích một số cái vấn đề trong biểu đồ này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần thực hành hết. Các bạn sẽ mở Jupiter lên rồi bây giờ thì các bạn sẽ import vào dùm mình hai thư viện đó là pandas và matplotlib ha, mình thực thi và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo dữ liệu mẫu để thực hành ha, thì mình sẽ có một cái phần dữ liệu gồm bốn cột đó là năm nè và danh số của cam, danh số của táo và danh số của chuối, rồi mình cũng sẽ tên ra data frame này luôn, rồi như vậy là chúng ta có một cái bảng dữ liệu để thực hành ha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi đặt một cái chiều động chiều cao cho biểu đồ Thì cái này các bạn đã được học rồi Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đi vẽ biểu đồ diện tích xếp chồng Thì chúng ta sẽ dùng cái phương thức này ha Là stack block Và cái giá trị đầu tiên các bạn sẽ truyền vào cái trục Đó là trục thiết nè Là năm nè Rồi và cái biểu đồ này hơi khác với những biểu đồ còn lại thì nếu mà các bạn có bao nhiêu phần cần vẽ những cái diện tích xếp chồng lên nhau thì các bạn sẽ điền vào đây bình thường là chúng ta điền trục x và bên cạnh đó chúng ta điền trục y đúng không? Thì bây giờ có bao nhiêu cái cột mà các bạn cần vẽ để có phần dữ liệu nó chồng lên nha. Thì các bạn sẽ điền vào trong đây ha. Đây mình ví dụ nè. Đầu tiên là gì? Cam đúng không? Thì mình gọi ra data RAM và cột là organ. Tiếp theo đó là data RAM, apple và tương tự là banana. Rồi bây giờ thì mình sẽ chỉ định các color cho ba cái phần diện tích xếp trồng này thì cũng theo thứ tự thôi đầu tiên này, là organ thì mình đặt nó màu cam luôn rồi táo thì mình sẽ đặt cho nó là màu đỏ nè và chuối thì mình đặt màu vàng cũng được tuy nhiên là mình đã vẽ rồi thì màu vàng nó không ổn lắm mình sẽ đặt cho nó màu xanh đi là real. tiếp tục mình cũng đặt cho nó những cái thai thò ha và cả ít label e label Title sẽ là doanh thu các sản phẩm trong năm 2017 đến 2021. Ít label thì là năm và y e label sẽ là doanh thu triệu Việt Nam đọc. Rồi tạm thời thì mình cứ gọi ra BOT Show đi ha. Mình thực thi thì lúc này mình đã có một phần biểu đồ diện tích xếp tròn. Lúc này thì người ta nhìn vào biểu đồ của mình, người ta không biết cái phần diện tích xếp tròn nào biểu thị cho doanh thu của sản phẩm nào hết. Thì mình phải có một cái phần chú thích đúng không? Rồi thì phần chú thích mình sẽ gọi ra BOT Legend Rồi mình thực thi Và lúc này thì nó không hiển thị ra chú thích cho mình Ok thì chúng ta còn thiếu vấn đề gì Đó là chúng ta còn thiếu cái label ở đây Đây ha Chúng ta đặt vào những cái nhãn cho các phần diện tích này Thì cũng theo thứ tự thôi Mình tạo một cái clip nè Và mình điền vào Mình điền label theo thứ tự cột mà mình sắp xếp bên đây luôn là organ nè mới tới apple mới tới banana đúng không thì mình điền vào organ trước rồi tiếp tục mình sẽ có apple và mình sẽ có banana rồi bây giờ thì mình sẽ thực thi hết thì bỏ game lúc này nó không còn báo lỗi như hồi nãy nữa và mình có được một phần chú thích tuy nhiên là phần chú thích này nó đã nằm chồng lên cái phần diện tích của mình luôn thì bây giờ mình sẽ đặt vị trí cho chú thích này cái này các bạn cũng đã được học rồi trong những biểu đồ đầu tiên á, thì mình đặt vào lock nè và upper là ở phía trên nè và left là ở bên tay trái thật thì rõ ràng là mình có một cái phần chú thích bên tay trái và nằm phía trên rồi lúc này các bạn thấy trên biểu đồ của mình đó, thì ở phần trục ít á, thì những cái năm mà nó biểu thị ở đây thì không ổn lắm hết thì năm 2017 nè và 2017,5 2018 2018,5 lại có 19,5 nữa nè thì phần này biểu thị các năm đúng không nhưng mà nó để như thế này là không ổn thì đây là phần tự động của matplotlib thêm khi mà chúng ta truyền vào giá trị và dữ liệu cho nó thì nó sẽ tự động tính toán ra các khoảng cách và nó biểu thị dữ liệu cho mình tuy nhiên là ở cái dữ liệu về năm này thì cái cách biểu thị này không hợp lý bây giờ chúng ta muốn nó chỉ giữ các giá trị năm thôi không có cần những cái giá trị giữa này thì chúng ta phải làm như thế nào thì bây giờ mình lên đây rồi ở đây thì mình sẽ gọi ra BOT và x tích và lúc này mình sẽ truyền vào data frame cột là year để làm gì? Để mình đặt các năm làm nhãn cho trục x thì mình thực thi ha. Thì bây giờ nó mới trở lại các mốc thời gian như tại phần dữ liệu của cột năm. Còn không thì nó sẽ có những cái mốc giữa ha. Rồi biểu đồ này thì chúng ta cũng nên hiển thị cái phần lưới cho nó dễ nhìn. Ở đây mình sẽ gọi ra BOT gi. Trong đây mình sẽ đặt giá trị là true để nó hiển thị lưới ra. Và cái phần lưới này á thì nó có cả lưới y và lưới x luôn. Thì bây giờ mình chỉ muốn có cái lưới y thôi. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt lại ngay tại đây. Đó là mình đặt lại cho tham số axis thì mình đặt y thôi. Rồi, mình sẽ thực thi thì lúc này cái lưới của mình chỉ có những cái đường gặp để biểu thị giá trị cho trục y thôi các bạn lưu ý chỗ này ha rồi bây giờ thì mình thấy cái phần biểu đồ này nó chỉ đi từ 0 đến 90 thôi và mình muốn nó dài hơn xíu là đến 100 luôn thì mình làm như thế nào rồi mình sẽ gọi ra BLT và y liêm là đặt giới hạn cho trục y thì nó sẽ từ 0 cho đến 100 rồi thực thi thì cái này mình cũng đã học rồi ha Tuy nhiên là bây giờ mình nhắc lại để cho các bạn nhớ. Đây, Elim 0 đến 100 thì tự động cái biểu đồ này nó sẽ có chục y từ 0 đến 100 nè. Thì nó có thêm một cái khoảng trống ở đây. Mặc dù biểu đồ của mình chỉ tới dưới 90 thôi. Rồi và khi mà mình đặt lại cho cái y liên từ 0 đến 100 á. Thì lúc này ở cái trục danh thu của mình. Phần biểu thị của các mốc á, là từ 0 đến 20 rồi đến 40. Tức là các khoảng cách của các mốc này là 20 đơn vị đúng không? Thì bây giờ mình muốn trở lại các mốc 10 đơn vị như hồi nãy thì mình làm như thế nào? Thì cái này là do Matplotlib nó tự động hết. Thì bây giờ mình muốn điều chỉnh lại thì mình làm như thế nào? Rồi thì mình sẽ có thêm một cái phần điều chỉnh là BOT e stick và lúc này mình sẽ dùng cái hàm run và mình sẽ truyền vào nhãn của trục y là đi từ 0 cho đến 100. Thì bây giờ mình phải điền vào là 101 ha thì nó hiểu là đi đến 100 á và bên cạnh đó là gì những cái mốc danh thu nó sẽ cách nhau 10 đơn vị thì mình đi vào đây rồi mình thực thi lại nè thì rõ ràng là gì nó có những cái móc cách nhau 10 đơn vị cho mình xem mình dễ nhận biết hơn là những cái phần diện tích này nó nằm trong khoảng bao nhiêu triệu Việt Nam đồng bởi vì cái mốc này khoảng cách của nó nhỏ nè rồi như vậy là chúng ta đã học và thực hành cho phần biểu đồ diện tích xếp trong Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé.